vị đang theo dõi phần cuối của bản tin hàng hóa thị trường. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, với tốc độ và triển vọng phát triển của ngành dệt may cao, nhưng nền công nghiệp thời trang Việt Nam lại vẫn còn non trẻ. Tuần lễ thời trang quốc tế của Việt Nam được xem là nơi góp phần đặt nền móng cho nền công nghiệp thời trang cho Việt Nam. Không chỉ giúp xây dựng chỗ đứng cho thời trang Việt trong lòng người tiêu dùng, tuần lễ thời trang cũng đi tìm lời giải cho dòng thời trang cao cấp giá mềm. Trong suốt một thời gian dài, thị trường thời trang trong nước vẫn bị các nhãn hiệu nước ngoài chiếm lĩnh. Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện tại có gần 200 nhãn hiệu thời trang nước ngoài ở Việt Nam, chiếm hơn 60% thị trường. Đa số giới tiêu dùng thời trang cao cấp và trung lưu tại Việt Nam vẫn ưa chuộng các thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và châu Âu hơn. Mình thích nhãn hiệu của Forever 21. Mình thích nhãn hiệu là D&G và Chanel. Em thích Forever 21 SM. Thấy cái thương hiệu Eva thì đang là cái thời trang công sở thì cũng là có thương hiệu ở Việt Nam. Thời trang Việt Nam thì mình không tìm hiểu lắm, không rành lắm. Với một nền thời trang phát triển lâu đời, các thương hiệu của Mỹ và châu Âu dễ dàng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng khắp thế giới. Còn tại Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, người tiêu dùng vẫn chuộng hàng ngoại, còn vì một lý do khác. Đó là họ chưa có nhiều thông tin về tình hình ngành thời trang trong nước, cũng như chưa biết nhiều đến sự tồn tại của các nhà thiết kế và các dòng thời trang cao cấp và trung lưu của Việt Nam. Đây không phải chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà nhiều nước châu Á khác cũng ưa chuộng những nhãn hàng thời trang ngoại quốc hơn hàng trong nước. Đó thực sự là một điều mà chúng tôi đang muốn thay đổi. Sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam hồi năm ngoái được xem như một bước ngoặt trong ngành thời trang Việt Nam. Đây không chỉ là nơi giúp cho các nhà thiết kế được đứng trên sân khấu quốc tế mà còn giúp họ phát triển thương hiệu và đến gần với người tiêu dùng trong nước hơn. Theo tôi thì tài năng thôi chưa đủ để gọi là thành công. Bạn phải giới thiệu được bộ sưu tập của mình và phải bán được nó nữa. Điều đó mới quan trọng. Ở các sự kiện thời trang thế này, nhà thiết kế phải phô diễn tài năng. Nhưng quan trọng là họ phải biến những tài năng của mình thành một phương tiện kinh doanh. Theo bà Lê Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế tại Việt Nam, thì một số nhà thiết kế Việt Nam đã bán được 70-80% bộ sưu tập của mình chỉ sau một đêm diễn. Các nhà thiết kế đã quảng bá được thương hiệu cũng như được người tiêu dùng biết tới nhiều hơn. Với tinh thần đề cao tính sáng tạo nhưng phải mang tính ứng dụng, tuần lễ thời trang quốc tế của Việt Nam năm nay sẽ đưa thêm nhãn thời trang ứng dụng hay còn gọi là ready to wear vào, điển hình là thương hiệu Canifa. Thông thường giống như là một cái tuần lễ thời trang thì có thể là nó sẽ có những cái sản phẩm như là haute couture hay là ready to wear. Thì những cái sản phẩm giống như là về haute couture thì có thể là nó là một cái sản phẩm mang tính giống như là nghệ thuật hoặc là trình diễn hoặc là những cái sản phẩm nó rất là limited, giống như là để có thể là đưa ra một cái trend nào đó, một cái xu hướng nào đó cho một cái mùa của một năm đó. Nhưng mà đối với hàng ready to wear thì thương hiệu Việt chúng ta cũng đang dần dần mong muốn là được tham gia nhiều hơn trong những cái show tuần lễ thời trang như vậy để thể hiện như là mình là những cái thời trang Việt thì sẽ có những sản phẩm phục vụ cho công chúng và cho tất cả giống như là sản xuất đại trà để cho mọi người sẽ biết đến nhiều hơn. Bên cạnh việc giúp thời trang trong nước có chỗ đứng hơn trong lòng người tiêu dùng, tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam cũng sẽ giúp đưa những dòng thời trang cao cấp đến tay người tiêu dùng dễ dàng hơn. Bởi vì trong thực tế, dòng thời trang cao cấp hay còn gọi là couture có giá rất đắt đỏ và thường chỉ được thiết kế độc quyền. Liệu thế hệ các nhà thiết kế thời trang cao cấp sẽ tồn tại được bao lâu khi thị trường của họ quá nhỏ và quá chuyên biệt? Dòng thời trang ready couture chuẩn bị ra đời có lẽ sẽ là lời đáp. Ready couture đơn giản có nghĩa là thời trang giá ứng dụng nhưng thiết kế thuộc hàng cao cấp. Dòng thời trang cao cấp rõ ràng không phải ai cũng mua được hoặc là mặc được, trừ khi họ là ngôi sao như là Rihanna tham dự sự kiện thảm đỏ. Nếu vậy thì làm sao các nhà thiết kế này sống sót được? Chính vì thế, dòng thời trang ready couture giúp các nhà thiết kế này bán được trang phục của mình. Dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á và Tuần lễ Thời trang quốc tế tại Việt Nam, những sản phẩm ready couture đầu tiên sắp ra mắt sẽ do chính tay hai nhà thiết kế trẻ Việt Nam là Hoàng Minh Hà và Lý Giám Tiền cùng chung tay thực hiện với hai nhà thiết kế của Pháp. Ở Việt Nam chúng ta phải gọi là một nền công nghiệp thời trang thì thực sự nó chưa hẳn là nền công nghiệp. Chúng ta chỉ đang cố gắng và thúc đẩy nó. Và mình nghĩ rằng thì đối với một cái tuần lễ thời trang như thế này và với dòng ready couture thì nó là những bước khởi đầu, những con người mới đưa những nền tảng mới, đặt nền móng cho nền công nghiệp thời trang Việt Nam bắt đầu chớm nở hơn, mặc dù nó thực sự nó đang có quá nhiều khía cạnh và nó chưa định hình thực sự ở Việt Nam. Điều chúng tôi muốn làm với Ready Couture là mở rộng thị trường thời trang cao cấp cho mọi người. Nếu không làm vậy thì trong vài thế hệ nữa có thể các nhà thiết kế thời trang cao cấp sẽ không còn tồn tại. Ready Couture chính là cầu nối giữa các nhà thiết kế cao cấp với người tiêu dùng đại trà.
Với những sự kiện như tuần lễ thời trang này, những nhà thiết kế trong nước sẽ có nhiều cơ hội hợp tác quốc tế để phát triển nền thời trang Việt Nam. Và quan trọng hơn là giúp đưa những trang phục Việt chất lượng cao đến tay người tiêu dùng Việt Nam và sau đó là khu vực và thế giới. Thêm vào đó, Ready Couture sẽ là bước đệm giúp những tên tuổi thiết kế Việt Nam xâm nhập thị trường thời trang cao cấp của thế giới. Thưa quý vị, trong khi ngành công nghiệp thời trang trong nước đang từng bước khẳng định mình, thì ở một khía cạnh khác, các doanh nghiệp trong ngành dệt may cũng đang ra sức chuẩn bị để đón đầu cơ hội từ các thị trường xuất khẩu lớn khi các hiệp định thương mại tự do quan trọng có hiệu lực. Trong đó, vấn đề đầu tư cho nguyên phụ liệu để đảm bảo các yêu cầu về quy tắc xuất xứ đang là mối quan tâm lớn của ngành. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may để tìm hiểu các động thái chuẩn bị của doanh nghiệp cho vấn đề này. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, thì cơ hội đối với ngành dệt may da dày thì có thể nói là được nhắc đến đầu tiên khi mà nói đến các cái cơ hội mà các FTA mang đến cho Việt Nam. Vậy thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về cơ hội đối với ngành dệt may trước các cái FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết ạ? Trong thời gian vừa qua cũng như hiện nay đó, là các cái doanh nghiệp của ngành dệt may cũng như là da dày rất là quan tâm, rất là chú ý theo dõi cái tiến trình đàm phán và ký kết các cái hiệp định thương mại, đặc biệt là TPP cũng như FTA châu Âu v.v. Thì đây có thể nói là một cái cơ hội rất lớn để cho các doanh nghiệp xuất khẩu của các cái ngành mà có những cái thuận lợi. Tuy nhiên là như chúng ta biết đó, trong các cái quy định của các cái hiệp định đó, nó cũng khắt khe lắm chứ không đơn giản. Các cái hiệp định đó theo tôi biết là nó quy định những vấn đề, thí dụ như là xuất xứ nguyên phụ liệu, rồi các cái quy định về tiêu chuẩn về an ninh, về xã hội đối với người lao động v.v. Tất cả những cái đó phải đảm bảo và đáp ứng được những cái điều kiện yêu cầu của hiệp định thì ta mới có thể khai thác tốt cho cái xuất khẩu của chúng ta. Dạ vâng. Thưa ông, như ông có đề cập ở trên, tức là cái vấn đề mà nguyên tắc xuất xứ là một vấn đề rất là quan trọng đối với ngành dệt may trong tận dụng các ưu đãi của các FTA. Tôi được biết là trong các cái FTA với EU hoặc là với TPP thì các cái điều kiện quy định này rất là ngặt nghèo. Ví dụ như trong với EU thì quy định phải bắt buộc từ cái nguyên liệu xuất xứ phải bắt buộc từ vải phải xuất xứ từ Việt Nam, hoặc là với TPP thì là nguyên tắc từ sợi, tức là các cái sợi thì cũng đã từ Việt Nam. Vậy thì theo ông thì với những cái yêu cầu khắt khe như vậy và không có một cái ân hạn nào hết, thì liệu rằng là đây có phải là một cái thách thức vô cùng lớn với các doanh nghiệp mà hiện nay thì các doanh nghiệp đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để có thể đối phó với cái thách thức này? Thì hiện nay đó, cái tỷ lệ nguyên phụ liệu mà chúng ta nhập là 60-70%, trong đó khoảng 50% là Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không nằm trong cái hiệp định này. Đó là cái khó khăn lớn cho các doanh nghiệp dệt may. Dĩ nhiên là các cái ngành may cả nước cũng đã thấy cái điều này, nhưng mà thấy và đã cố gắng nhiều cái giải pháp để khắc phục cái này, nhưng cái khắc phục đó theo tôi còn rất chậm. Nhà nước cũng quan tâm, thí dụ như là có chương trình phát triển cái công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may thì cũng đã tiến hành từ năm ngoái, nhưng mà cái bước phát triển còn chậm. Hội dệt may theo đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức liên kết giữa các nhà xuất khẩu may mặc và các cái nhà sản xuất nguyên phụ liệu trong nước thì đã có những cái tiến triển tương đối tốt, và cái điều này chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái này, vì có cung có cầu thì các cái nhà sản xuất mới mạnh dạn, chứ nếu sản xuất ra không có tiêu thụ thì cũng không hấp dẫn lắm. Thì đó là một cái đường mà chúng tôi nghĩ rằng phải làm. Hiện nay thì theo quan sát của ông thì chúng ta có một cái đề án hay là một cái quy hoạch tập trung nào cho các cái khu công nghiệp mà phục vụ cho công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may không? Theo tôi biết, nhà nước có chỉ đạo chung đối với các địa phương là cần có những tạo điều kiện để có thể phát triển các cái dự án của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, rồi kể cả đó một số cái doanh nghiệp FDA mà có khả năng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những cái chương trình vừa qua, thông qua cái chương trình gọi là phát triển các công nghiệp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dệt may. Thì riêng hội dệt may cũng đã đề xuất thành lập cái trung tâm nguyên phụ liệu để tập hợp cho được các cái đầu mối cung ứng cái nguyên phụ liệu để đáp ứng nhanh
các yêu cầu của các doanh nghiệp. Thì tôi đây nghĩ là những cái hiện tượng tích cực cho cái tương lai sắp tới. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin hàng hóa thị trường của chúng tôi kỳ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.